Xin chào tất cả các bạn khán giả của ATP Khám phá. Chắc hẳn có nhiều bạn còn lạ lẫm với loài cua có bề ngoài đầy lông lá như thế này. Tại Việt Nam, cua da được phân bố chủ yếu ở một số khu vực thuộc sông Hồng, sông Thương. Thế nhưng, các hoạt động nuôi cua da chưa thực sự phổ biến ở Việt Nam. Thay vào đó, Trung Quốc mới là nơi có số lượng cua da nuôi lớn nhất thế giới. Vậy, loài cua này có đặc điểm gì và chúng được nuôi như thế nào? Hãy cùng ATP khám phá ngay bây giờ nhé! Khám phá loài cua nước ngọt lớn nhất thế giới, cua lông. Tại Trung Quốc, cua da có tên phổ biến là cua lông, chúng được biết đến với hương vị thịt cua ngọt và béo hơn nhiều loài cua khác. Các hoạt động nuôi cua lông tại Trung Quốc đã trở nên phổ biến tại nhiều địa phương như Giang Tô, Thượng Hải và thu về lợi nhuận lớn cho những người nông dân. Các trang trại nuôi cua lông nổi tiếng nhất nằm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Trong đó, thị trấn An Phong được coi là khu vực sản xuất cua lông và có chợ mua bán cua lông lớn nhất Trung Quốc. Thị trấn An Phong hiện có 7.844 ao nuôi cua với diện tích 178.600 mẫu Anh và được mệnh danh là thị trấn cua số 1 Trung Quốc. Khu vực này cung cấp môi trường lý tưởng để nuôi cua lông do nước sông giàu dinh dưỡng, mô phỏng chặt chẽ môi trường sống tự nhiên của loài cua này. Với diện tích nuôi cua trên hàng nghìn hecta, các trang trại quy mô lớn có thể nuôi hàng triệu con cua, trở thành một trong những hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt lớn nhất thế giới. Để hoạt động nuôi cua lông trở nên hiệu quả, các trang trại cần thực hiện chọn lọc giống để duy trì chất lượng cao của cua. Chỉ những con cua có đặc điểm tối ưu, chẳng hạn như kích thước, hương vị và chất lượng vỏ mới được chọn để nhân giống, đảm bảo con giống vượt trội. Hệ thống ao nuôi cũng được quản lý để mô phỏng các điều kiện tự nhiên, chất lượng nước, nhiệt độ cũng được kiểm soát phù hợp với điều kiện tự nhiên của cua. Nông dân cần đảm bảo chế độ ăn dầu ngũ cốc cho cua, kết hợp thêm các loài cá tạp và chất dinh dưỡng khác để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển của cua lông. Cua lông có thể được nuôi quanh năm nhưng chỉ được tiêu thụ vào mùa thu vì đó là thời điểm cua lông có chất lượng thịt ngon nhất. Sau đó, thời điểm thu hoạch cua lông cũng được thực hiện vào mùa thu. Trong quá trình thu hoạch, nông dân sẽ thực hiện bắt cua thủ công để tránh hư hỏng và căng thẳng, đảm bảo cua đến tay người tiêu dùng trong tình trạng tốt nhất. Sau đó, chúng mới được phân loại theo kích thước, giới tính và chất lượng. Cua cái thường có trứng và được đánh giá cao hơn cua đực. Do đó, chúng ta có thể thấy giá thành của cua cái cũng đắt đỏ hơn. Những con cua sau khi được thu hoạch thường được chứa đựng trong túi lưới để ngăn chặn cua thoát ra ngoài và chúng vẫn được tiếp xúc với không khí và môi trường tự nhiên. Cua lông thường được vận chuyển sống để giữ nguyên giá trị của chúng. Cua lông chủ yếu được tiêu thụ trong phạm vi ở Trung Quốc, nơi chúng được coi là món ngon mùa thu. Cua lông được phân phối đến các nhà hàng cao cấp, chợ hải sản và được bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng thông qua các nền tảng trực tuyến. Một phần cua lông cũng được xuất khẩu sang các nước khác, đặc biệt là các thị trường châu Á, nơi cua được coi là mặt hàng xa xỉ. Chắc hẳn các bạn cũng đã biết, trong những năm gần đây, sự phát triển vượt trội của ngành thương mại điện tử ở Trung Quốc đã bùng nổ mạnh mẽ, mọi mặt hàng đều có thể được bán trực tuyến, trong đó cua lông cũng là mặt hàng nổi trội. Trên các trang thương mại điện tử, theo thống kê, có hàng trăm tấn cua lông được bán qua các sàn thương mại điện tử mỗi năm, mang lại doanh thu lớn cho người nông dân nuôi cua và thúc đẩy kinh tế của khu vực. nhiều trang trại ở Thượng Hải, Giang Tô hay Tô Châu đã trở nên giàu có nhờ hoạt động nuôi và kinh doanh cua lông. Cua lông là một món ngon theo mùa trong ẩm thực Trung Hoa, thường được thưởng thức vào dịp Tết Trung thu. Chúng có thể được chế biến thành nhiều món ăn khác nhau, tùy thuộc vào đặc điểm ẩm thực của các khu vực. Hiện nay, các sản phẩm cua lông của Trung Quốc được bán rất nhiều tại thị trường Việt Nam, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, với giá dao động từ 600.000 đến 1 triệu đồng 1 kg, tùy vào kích thước và giới tính của cua. Kích thước càng lớn, giá thành sẽ càng đắt đỏ hơn. Mặc dù Việt Nam cũng có loài cua này, nhưng sản lượng nuôi trồng rất ít, chủ yếu được đánh bắt trong tự nhiên ở sông, nên giá thành đắt đỏ hơn so với cua nhập từ Trung Quốc. Có thời điểm, cua lông được bán với giá từ 1.500.000 đồng đến 2 triệu đồng 1 kg. Thời điểm xe lạnh cũng là mùa tiêu thụ cua lông, do đó các bạn có thể thưởng thức món cua này tại các nhà hàng thủy hải sản hoặc mua cua sống từ những địa chỉ uy tín để mua được những con cua chất lượng nhất với giá thành phù hợp. Chúng ta vừa khám phá trang trại nuôi cua nước ngọt lớn nhất thế giới rồi. Bạn cảm thấy chủ đề này như thế nào? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận để chúng tôi được biết. Hãy bấm like, đăng ký để nhận thông báo mới nhất. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn! Có lẽ đa số chúng ta đều cho rằng những người ngư dân này đang thực hiện quá trình thu hoạch thủy hải sản, cụ thể là thu hoạch cua. Tuy nhiên, sự thật là họ đang dẹp loạn cua xanh, kẻ xâm lấn nguy hiểm đang đe dọa ngành ngư nghiệp nước này. Theo ước tính, thiệt hại do cua xanh gây ra cho Italia lên tới con số khổng lồ 100 tỷ euro. Vậy, đâu là lý do khiến cua xanh trở thành mối nguy hại lớn đến vậy? Mời các bạn cùng theo dõi nhé! Từ khi nào cua xanh trở thành loài xâm lấn đối với Italia? Cua xanh Đại Tây Dương có nguồn gốc từ vùng vịnh và cửa sông ven biển Bắc Đại Tây Dương của Mỹ và cũng là món ăn khoái khẩu của xứ này. Chúng cũng là nguồn thức ăn cực kỳ quan trọng đối với các loài săn mồi tự nhiên như cá đuối và cá mập trong môi trường sống tự nhiên. Thế nhưng, ở phía Bắc nước Ý, cua xanh không có loài săn mồi tự nhiên, vì vậy chúng đang sinh sản thả ga và phá hủy hệ động vật ở địa phương này. Nhưng ở Italia và nhiều nước trong khu vực Địa Trung Hải khác như Tây Ban Nha, Pháp và Tunisia, cua xanh trở thành loài xâm lấn là cơn ác mộng của cả hệ sinh thái lẫn chính quyền địa phương. Và kẻ thù số 1 này đã đe dọa khoảng 3.000 doanh nghiệp đánh cá do gia đình điều hành trong khu vực. Nền kinh tế Italia cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi kẻ xâm lấn này. Cua xanh tấn công cá con, lươn, phá vỡ chuỗi thức ăn trong môi trường biển, gây thiệt hại to lớn cho ngành đánh bắt cá. Hệ quả nghiêm trọng nhất do cua xanh gây ra là sự suy giảm nghiêm trọng của ngành nuôi trồng động vật có vỏ tại Italia, quốc gia sản xuất nghêu lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Hàn Quốc. Cua xanh hung hãn tấn công, ăn thịt nghêu, trai, hàu, đe dọa nguồn cung nghêu toàn cầu. Đặc biệt, tại thung lũng sông Po thuộc miền Bắc Italia, cua xanh được xem là ác mộng đối với ngành nuôi nghêu. Ước tính, cua xanh đã tiêu diệt tới 90% số nghêu con, khiến nhiều chủ trang trại thiệt hại hàng triệu euro. Quân Xanh xâm lấn không chỉ đe dọa nền kinh tế Italia mà còn là cơn ác mộng cho hệ sinh thái bản địa. Cá, tôm, những nguồn lợi thủy sản quý giá trở thành con mồi trong thực đơn của loài cua hung hãn này. Chưa dừng lại ở đó, cua xanh còn cạnh tranh thức ăn với các loài thủy sinh khác như tôm hùm, cua bản địa, gây mất cân bằng cho hệ sinh thái biển. Với những tác động tiêu cực lan rộng, cua xanh được xem là kẻ xâm lấn tồi tệ nhất của Italia trong những năm gần đây. Tốc độ sinh sản như vụ bão của cua xanh khoảng 500.000 đến 2 triệu trứng một năm khiến số lượng của chúng tăng gấp trăm lần qua từng năm. Việc loại bỏ hoàn toàn cua xanh khỏi vùng biển Italia hay Địa Trung Hải đều là điều gần như không thể. Nhiều người thắc mắc tại sao cua xanh có nguồn gốc từ Mỹ nhưng chúng lại không phải là vấn đề ở khu vực này. Lý do đơn giản là vì người Mỹ ăn cua xanh. Cua xanh là món ăn phổ biến tại Mỹ, góp phần kiểm soát số lượng và hạn chế tác hại của loài cua này. Có lẽ nhận thấy được điều đó nên các quan chức Italia đã đưa ra biện pháp khuyến khích người dân tiêu thụ cua xanh dưới dạng thực phẩm. Chính phủ Ý đã dành 2,9 triệu euro trong quỹ khẩn cấp để đối phó sự xâm lấn của cua xanh và một trong các giải pháp là biến chúng thành thực phẩm. Họ kêu gọi người dân đưa cua vào thực đơn hàng ngày, đồng thời tổ chức các lễ hội ẩm thực, hội chợ cua để quảng bá món ăn độc đáo này. Nhờ những nỗ lực này, người dân Italia dần cởi mở hơn với cua xanh. Ngư dân cũng bắt đầu tích cực khai thác cua xanh để bán cho các cá nhân, nhà hàng và siêu thị với giá khoảng 8 euro 1 kg. Biện pháp ăn cua xanh được coi là hiệu quả nhất trong công cuộc kiểm soát loài xâm lấn ở Ý bởi chúng không chỉ giải quyết vấn đề xâm lấn mà còn giúp những người ngư dân kiếm thêm thu nhập nhờ việc đánh bắt và buôn bán cua xanh. Ngoài ra, đảm bảo nguồn lương thực dồi dào cho người dân ở khu vực này. Không chỉ ở Ý mà giờ đây, tại các đảo Cyclades của Hy Lạp, người ta cũng đang ráo riết tiêu diệt cua xanh bằng cách ăn chúng. Tương tự, ở Tunisia, nơi mà cách đây vài năm, cua xanh từng bị coi là loài gây hại. Giờ đây, chúng cũng được biến hóa thành món ngon, mang lại giá trị kinh tế cao cho ngư dân. Tại sao cua xanh lại lên ngôi đến vậy? Bí quyết nằm ở chính hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng dồi dào của nó. Cua xanh chứa nhiều vitamin, protein, chất lượng cao cùng các khoáng chất thiết yếu như canxi, đồng, kẽm. Đặc biệt, cua xanh ít carbohydrate và chất béo bão hòa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thêm vào đó, cua xanh còn chứa chrome giúp điều hòa lượng đường trong máu, selenium chống oxy hóa và loại bỏ độc tố và hàm lượng thủy ngân thấp so với các loại hải sản khác. Nhờ những lợi ích tuyệt vời này, cua xanh đã trở thành món ăn được ưa chuộng tại nhiều bang ở Mỹ và hứa hẹn sẽ chiếm lĩnh thực đơn của người dân Ý và các quốc gia châu Âu trong tương lai không xa. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bạn đã từng được thấy khoảnh khắc người ta chế biến con cá khổng lồ nặng 1,2 tấn bao giờ chưa? Không phải cá voi hay cá mập khổng lồ, mà đó là những con cá mặt trời có kích thước đáng kinh ngạc. Loài cá này được phép săn bắt ở một số vùng biển trên thế giới. Vậy, người ta đánh bắt và chế biến con cá khổng lồ này như thế nào? Mời các bạn hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng nhé! Hãy xem người ta chế biến con cá phi lê khổng lồ nặng 1,2 tấn như thế nào. Con vật có hình dáng kỳ lạ này là loài cá mặt trời hay còn gọi là cá mola mola. Chúng được tìm thấy ở các đại dương ôn đới và nhiệt đới trên khắp thế giới. Đây là loài cá có xương nặng nhất với chiều dài tới 14 feet và 10 feet theo chiều ngang, có trọng lượng nặng gần 5.000 pound. Cá Thái Dương không được đánh bắt thương mại ở châu Âu, nhưng ở các nước châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc và Đài Loan, cá Thái Dương được xếp vào loại đặc sản. Loài cá này thường được đánh bắt bằng lưới dài, lưới trôi và các dạng ngư cụ khác. Tuy nhiên, số lượng lớn cá Thái Dương được đánh bắt không có chủ đích, tức là khi chúng bị mắc kẹt vào lưới đánh cá hoặc câu của những người cư dân. Việc đánh bắt có chủ đích không phải là điều dễ dàng vì những con cá mặt trời có kích thước rất lớn. Thông thường, chỉ những thuyền lớn ra khơi với những thiết bị máy móc mới có thể kéo được con cá khổng lồ này lên khoang thuyền. Khi đánh bắt được con cá Thái Dương, người ta vận chuyển chúng đến những nơi tiêu thụ loài cá này, chủ yếu là những cửa hàng hải sản hay quán ăn đường phố. Cá Thái Dương có thể ăn được nhưng nó không được coi là món ăn phổ biến hoặc được săn đón rộng rãi. Ở một số vùng thì cá Thái Dương được coi là món ngon, mặc dù không thường thấy trong thực đơn nhà hàng hoặc ở chợ địa phương. Việc tiêu thụ cá Thái Dương nên thận trọng vì mức độ độc tố trong cơ thể chúng có thể khác nhau, gây ra những nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe con người. Tuy không phải là loại cá phổ biến trong giới ẩm thực, tuy nhiên nó đã được tiêu thụ ở một số vùng, đặc biệt là ở Địa Trung Hải. Về hương vị của cá Thái Dương, nhiều người nhận định rằng nó có hương vị hạt sẻ đặc biệt với kết cấu độc đáo. Thịt của loài cá này được mô tả là có màu trắng, chắc và trông rất giống những khối thạch. Loài cá này được coi là một nguồn thực phẩm bền vững, không chỉ hương vị, chất dinh dưỡng mà tính linh hoạt trong chế biến cùng giá thành rẻ, xứng đáng là món ăn chúng ta nên thử. Để xử lý con cá mặt trời nặng 1,2 tấn, người ta dùng những con dao chuyên dụng và dễ dàng xử lý chúng thành từng phần. Từng miếng thịt cá trắng như những miếng thạch khiến chúng càng trở nên hấp dẫn. Vì kích thước lớn nên nội tạng của con cá này không hề nhỏ, thậm chí chiếm gần 1/3 trọng lượng cơ thể. Phần ruột của cá Thái Dương có thể ăn được nếu được chế biến đúng cách. Ở Đài Loan thì cá Thái Dương được tiêu thụ như một món ngon quý hiếm và cá được đánh bắt chủ yếu bởi ngư dân địa phương khi vào mùa. Tương tự, chúng cũng được tiêu thụ ở Nhật Bản, nơi nó được gọi là manbo. Ẩm thực Nhật Bản đặc trưng của cá Thái Dương trong các món ăn như sashimi, trong đó cá được cắt lát mỏng và ăn kèm với các đồ trang trí như nước tương và wasabi để thưởng thức hương vị đặc biệt của nó. Cá Thái Dương là nguồn cung cấp protein tiềm năng. Nhiều người nhận định rằng thịt của loài cá này ngon đến bất ngờ. Đây là một lựa chọn cho hải sản không chỉ thân thiện với môi trường mà còn có hàm lượng chất dinh dưỡng cao như kẽm, selen và axit béo omega 3. Ngoài ra, còn dầu collagen bổ sung dưỡng chất, giúp đẹp da. Khi được chế biến đúng cách, thịt cá Thái Dương có kết cấu bong chóc đẹp mắt, tương tự như thịt cá trắng mềm. Bởi vì nó không có hương vị quá nồng nên nó là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai không thích hương vị cá nồng. Cách chế biến thịt cá Thái Dương khổng lồ là luộc trong nước nóng với gừng và tỏi. Sau khi chín, thịt đổi màu sang màu trắng trong rất bắt mắt. Ăn kèm với nước sốt đặc biệt tạo ra hương vị tuyệt vời, chắc chắn sẽ khiến bạn nhớ mãi. Mặc dù có kích thước lớn, nhưng giá thành của thịt cá Thái Dương khá rẻ, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng rẻ vì nhiều lý do, như có rất nhiều loài cá Thái Dương trên khắp thế giới, kể cả ở các vùng nước ven biển của Hoa Kỳ. Nhiều nhà cung cấp nên giá thịt cá Thái Dương vẫn ở mức thấp. Ngoài ra, cá Thái Dương đại dương nằm ở vị trí thấp trong chuỗi thức ăn, có nghĩa là chúng không cần nhiều năng lượng để sống và sinh sản, khiến chúng trở thành một lựa chọn tốt. Video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm nhận của các bạn hôm nay như thế nào? Hãy comment thật nhiều ở bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé. Đừng quên hãy nhấn like, share, subscribe để ủng hộ kênh. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.